Hello, xin mến chào tất cả anh em. Trước mắt anh em đây đang là hai mẫu đẩy em nhé, một mẫu đẩy 2 kênh và một mẫu đẩy 4 kênh để cho anh em lựa chọn. Đó, anh em nào mà muốn chơi súp điện ấy thì chúng ta nên sử dụng cục đẩy 2 kênh là ok rồi. Còn nếu bác nào muốn chơi súp hơi thì anh em nên sử dụng đẩy 4 kênh. Đó, thì ngày hôm nay thì em đang có hai cái mẫu đẩy. Đó, hai mẫu đẩy công suất lớn em nhé, để cho chúng ta chơi gia đình và chơi sự kiện đều ok. Đó. Đầu tiên thì giới thiệu với anh em cái cục đẩy LT2000, một dòng đẩy thương hiệu LX Acoustic. Đó, với cục đẩy LT2000 này thì cũng không còn xa lạ với anh em nữa rồi. Con này thì đây là sản phẩm rất là mới em nhé. Mới nhất 2022 và mới ra mắt. Nói chung là giá thì trong cái tầm giá 1000W một kênh. 1000W một kênh ở chế độ 8 ohm. Giá của cục đẩy này nó chỉ có 6.200.000 đồng thôi. Thì hiện tại thì nói thật với anh em, trên thị trường để một cái giá như vậy thì rất là hiếm. Và đây là hàng mới chính hãng, bảo hành 12 tháng cho anh em. Lỗi tháng đầu tiên đổi mới luôn anh em nhé. Chúng ta nhìn đều có tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ cho anh em. Ok ạ. Dạ. Và con này thì nhìn cái form size của nó rất là đẹp. Anh em có thể thấy nó đẹp từng góc cạnh một. Đó. Cái chiều sâu của cục đầy này nó rất là ngắn anh em nhé. Nó chỉ rơi vào tầm ngoài 30cm thôi. Đó, tầm 37cm thôi, nó rất là ngắn. Đó, cho nên là nó rất là thuận tiện để chúng ta để trong cái tủ kệ gia đình, đúng không ạ? Ok không ạ? Thì với cục đẩy này anh em có thể chơi được những cái dòng loa gì? Thì riêng con LT4000 là LT2000 này anh em có thể chơi được mỗi kênh anh em chơi một cặp full 40 em nhé. Hai kênh là chơi hai cặp full 40 là ok rồi. Nếu mà anh em chơi gia đình thì chúng ta chơi hai cặp full 30 hoặc là hai cặp full 40 rất là ok. Thêm cả súp điện được nữa, bởi vì súp điện nó không ăn công suất, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng cục đẩy này rất là tuyệt vời. Và đây là cái mẫu mã rất là đẹp em nhé. Hình thức thì con này rất là đẹp, kể cả nội thất. Con này thì em đã mở nội thất rất là nhiều rồi và test chất âm thì quá là ok luôn. Đó. Nhìn cái mặt thì tất cả chúng ta có thể thấy đây, mặt là mặt phay nhôm. Mặt phay nhôm và sơn tích điện màu đen. Nhìn nó rất là sang trọng anh em nhé. Con này thì nó khá là nặng, nó tầm 25-27kg, tầm 27kg nhé. Rất là nặng. Bên trong thì tất cả là nguồn xuyến và là nguồn đồng hết. Màn hình thì con này được hiển thị là màn hình nét anh em nhé. Màn hình điện tử rất là chất. Khi bật lên này, bật lên thì ở đây anh em thấy không, đã có nhạc tín hiệu đã báo rồi đây này. Min NG này, cổng loa trái và loa phải đây này, anh em thấy không? Đó, rất là hay. Và nó báo cả nhiệt độ em nhé. Đây là sản phẩm rất là hay trên thị trường hiện nay. Đó. Mở lên này. Đây tuyến hồng cần ta của lớn khắp nơi nơi. Mỗi kênh chơi một cặp 30. Mỗi kênh em đang chơi một cặp 30 em nhé. Kênh 2 này. Đó, kênh 2 chơi một cặp 30. Chỉ bến than mong ngày chín hơi thơ. Hoa nước trẻ xanh. Nhẹ tôi hoa sen, rắc hoa sen vừa sử dụng bằng rắc ca lông anh em nhé. Đó, đây là đường input đây. Đó, và đằng sau thì chúng ta có thể vừa sử dụng bằng rắc điêu trích này.
đó, vừa sử dụng bằng cầu xoắn đó, ok không ạ? Quạt sử quạt quạt tản nhiệt thì sử dụng hai quạt anh em nhé, đó. $6.200.000 đó, hàng quá là ok đúng không ạ? Hàng này thì không có gì phải suy nghĩ đó. Rất là nhỏ gọn và rất là ok, chất âm hay, tiếng sáng, sử dụng mạch class hát, tiếng nó bao sáng cho anh em. Và mẫu mã đẹp, hàng mới nhá. Đó thì con này thì giá rất là ok cho anh em, chỉ có 6.200.000 đồng. Đó, còn đâu bác nào mà muốn lấy cái dòng đẩy công suất lớn hơn mà dòng đẩy 4 kênh thì anh em có thể tham khảo cái mẫu đẩy Martin M300 này của bên em. Với con Martin M300 này thì hiện tại là đang bán với giá là 10.800.000 đồng. Đó, 10.800.000 đồng và chưa gồm phí ship anh em nhé, con này chưa gồm phí ship 6.200. Đó, hai sản phẩm này rất là tốt này. Còn con này 80 sò là gì? Con này thì chuyên dành cho anh em thích bạo lực anh em nhá. Đó, thích chơi bạo lực. Ok không ạ? Đó, mỗi kênh này anh em chơi một cặp full 40. Đó, mỗi kênh chơi cặp full 40. Đó, đây nó đẩy 4 kênh. Công suất cho ra là 1.300W một kênh. Đó. Ok không ạ? Con này thì 1.000W một kênh anh em nhá. Đó, anh em chỉ cần gõ đẩy công suất 1.000W ở trên thị trường hiện tại người ta bán bao nhiêu mà hàng mới chính hãng thì người ta anh em có thể biết. Ở đây là hàng mới chuẩn và giá chỉ có 6.200.000 đồng. Đó, chiếc đạp bi vặn rất là nhẹ. Ok ạ. Thì ok. Thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Anh em nào muốn mua sản phẩm tốt như này qua trực tiếp với bên em. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Anh em xem video thấy hay, nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh.